con này giờ sao trời, nó đi trên thân vậy thì sao tạc được trời. Mà nó cầm cả mười mấy ngàn điểm mà nó cũng siết. Trần Hiểu Lợi, chào anh nha. Alo chào Hiểu Lợi nha. Rồi làm sao nó thoát ra cái chỗ này trời, SOS. Ồ nó bự cho bé lửa à. Đi cứu con nhã xíu à. Rồi tìm cách nè. Rồi cái anh Việt Nam đứng kia tưởng anh ép vô là cái thợ là cứu kiểu rê được rồi. Anh ham tạc nó quá cho nên. Ngân Bảo Khuyên, hello kẹo. Hello Ngân Bảo Khuyên nha. Cảm ơn anh Tấn nha, chúc anh sức khỏe anh ơi. Trời ơi là trời, giờ nó ép vô chỗ này sao kiểu thoát ra nổi anh em. Nó cuốn cái kiểu gì vậy chứ. Ồ, nó đứng nó cuốn kiểu gì đó, lấy đất cơ. Ồ, nó đi trên... Trung Lê Việt, cái thằng... hello em kẹo. Cái thằng nó đi trên kia không à? Hello Trung Lê Việt nha. Cái thằng mà nó đi trên kia không anh em ơi. Nó sợ bị ủi hay bị gì á. Trời, hai đuôi luôn à. Nó đi cái hình gì á, đi hai đuôi luôn. Đứng này mi được không vậy? Rồi nó bắt đầu nó xiết, tao tắp nó xiết vô đó. Đất còn chút Xuân xíu Tùng, nó xiết vô. Dí nó đi anh. Dí sao dí, nằm trong cái khung khổ, ná mà sao dí được. Giờ mình chỉ biết thủ và tìm cách thôi chứ. Đang nằm trong cái khung khổ của nó mà. Giờ có được tự gia đâu, ra ngồi tự gia thì nó khác chứ. Còn đây bị nó nhốt ở trong bụng mà. Rồi cái phe này mày thoát ra được chắc là ngon luôn đó. Rồi đi. Hồng Vân, tự chết kẹo ơi, nó không tha đâu làm mất thời gian. Nó không thay cho mình nữa. Trời nó kiểu coi thứ rồi. Giờ mình ngẫm cho nó ấy ha anh em. Trời ơi, đi trên thân luôn kìa anh em. Trời ơi, mới ra ăn nó cái ăn miếng mồi một và nó cuộn luôn. Phải chi ăn nhiều thì được. Ồ, nắm nghèo vô lấy đất hả trời. Thoát cái dí luôn anh. Mới ăn nó cái miếng mồi một và cái 12 ngàn điểm mà. Không có dành nhiều nữa. Này nó đi. Ồ, nó đi tiếp thằng ở trong đuôi nữa kìa. Nó sợ mình tạc hay gì trời. Ồ, nó lắc đầu nó kìa trời. Con này nó biết hay gì anh em. Nó biết nó mới cuộn. Chứ còn nó không biết sao nó cuộn. Ngã gì sao nó cuộn được. Trời nó chạy trên thân luôn nó đi kìa. Quá trời. Sắp nổi không vậy. Ồ đuôi càng ngày càng vô anh em ơi. Cơ hội Nguyễn cuối Tâm cùng. Đồng Nai, nhớ tên nó lác nhốt nó lại. Lác nhốt nó lại hả? Oh no. Oh no. Oh no. Ôi con này nó ác quá gì ta. Nhả mà nó cũng không thề luôn kìa. Trời ơi, nó còn nhảy vô nó Nguyễn còn ăn cái miếng mồi. Kẹo anh em ơi. Nhảy vô nó còn ăn miếng mồi nữa kìa anh em.